3 bước để khai thông mạch tiền. Xin chào, tôi là Nguyễn Lý. Tôi là một doanh nhân, một nhà đầu tư, một huấn luyện viên thân tâm trí. Hơn một năm qua, Lý cùng với các cộng sự của Lý đã giúp đỡ cho hơn 100 anh chị em thay đổi cuộc sống, trở nên khỏe mạnh hơn, hạnh phúc hơn và thịnh vượng hơn. Thì trước khi Lý biết đến môi trường câu lạc bộ doanh nhân, Lý cũng đã làm rất là nhiều việc, từ công nhân đến các công việc kinh doanh nhỏ lẻ, kinh doanh các sản phẩm vô hình, sản phẩm hữu hình đều có. Và bao nhiêu trong số các anh chị ở đây đã làm việc rất là nhiều việc giống như Lý không ạ? Nhưng mãi vẫn chưa thành công, kinh doanh vất rất là nhiều sản phẩm nhưng vẫn loay hoay, đầu tháng có tiền, cuối tháng hết tiền. Và ví dụ như là khách hàng tới hợp đồng thấy nó đến rồi đó nhưng mà lại không đến, hợp đồng đã ký rồi thì lại bị hủy. Đó là chúng ta đang thiếu đi lòng biết ơn trong một cái thời gian dài. Và hôm nay Lý sẽ chia sẻ cho các anh chị em 3 bước ứng dụng lòng biết ơn để khai thông mạch tiền anh chị nhé. Và bước thứ nhất là anh chị hãy thực hành lòng biết ơn đối với tiền bạc. Dù là ít, khi mà anh chị nhận được bất kỳ số tiền nào, anh chị cũng cần phải thực hành lòng biết ơn. Vì trong sách The Magic, tác giả có câu: người biết ơn thì luôn đủ đầy, kẻ phàn nàn thì mãi thiếu thốn. Đối với cái bước này thì anh chị hãy lấy cho mình một cái mảnh giấy và ghi cái dòng chữ cảm ơn tất cả những cái khoản tiền mà tôi đã nhận được trong cuộc sống này, và dán lên cái tờ tiền đó. Và không quan trọng là cái tờ tiền bao nhiêu, 10.000 cũng được, 100.000 cũng được, 500.000 cũng được. Và Lý sử dụng cái tờ tiền là 1 đô la. Và mỗi ngày thì anh chị hãy đem theo cái tờ tiền này để vào trong ví hoặc trong giỏ sách, ít nhất là một lần buổi sáng hoặc một lần buổi chiều. Anh chị hãy cầm tờ tiền trên tay và đọc to cái dòng chữ này: tôi biết ơn tất cả các khoản tiền mà tôi đã nhận được trong cuộc sống này. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Khi mà anh chị đọc cái dòng chữ này, anh chị phải có cảm xúc thật bao nhiêu thì phép màu sẽ thay đổi hiện trạng, thay đổi về cục diện cái tài chính của anh chị bấy nhiêu. Và cái bước thứ hai là khi anh chị chi trả cho bất kỳ cái hóa đơn nào, ví dụ như hóa đơn tiền điện, hóa đơn tiền nước hay hóa đơn tiền ga, tiền gạo, tiền phòng, thì anh chị hãy vui vẻ nghĩ về cái sản phẩm, cái dịch vụ mà anh chị đã sử dụng. Thay vì anh chị phàn nàn, ví dụ như là sau tháng này tiền điện của mình nhiều thế, tiền ga nó lại tăng nữa rồi. Vì khi các anh chị phàn nàn, đó là khi anh chị thiếu đi lòng biết ơn. Thì khi đó luật hấp dẫn sẽ thu hút đến với các anh chị nhiều hơn, thu hút những cái khoản mà để chi ra nhiều hơn, để các anh chị tiếp tục thiếu thốn, để anh chị tiếp tục phàn nàn. Nên cái cách để anh chị biết ơn tiền bạc đó là anh chị hãy nghĩ về cái dịch vụ điện làm cho mình có ánh sáng để mình học tập, để mình làm việc, để mình nấu ăn, để phục vụ cho mình, có máy lạnh, có quạt lúc mình nghỉ ngơi. Thì anh chị hãy ghi lên cái hóa đơn đó, là khi anh chị chi trả rồi thì anh chị hãy ghi lên cảm ơn đã thanh toán. Và các anh chị hãy cất vô một cái hộp giống như Lý. Còn nếu như các anh chị mà chưa cất tiền để chi trả cho những cái hóa đơn này thì sao ạ? Thì anh chị hãy ghi lên cảm ơn vì số tiền. Thì ngay lúc đó vũ trụ và tiềm thức sẽ thu hút những cái nguồn lực đến để các anh chị có tiền để anh chị chi trả. Và Lý đã ứng dụng các bước này rất là vi diệu. Đó là khi mà Lý đã ứng dụng thì cái dòng tiền nó lưu thông một cách dễ dàng hơn rất là nhiều. Và khách hàng thì chủ động gõ cửa mua hàng. Nên là các anh chị hãy ứng dụng các bước này. Và bước thứ ba đó là cảm xúc. Vì mọi thứ đều là năng lượng, tiền cũng là năng lượng, mà tiền ở một cái năng lượng rất là cao các anh chị ạ. À. Và khi các anh chị có cái cảm xúc vui vẻ, hạnh phúc, yêu thương, biết ơn đủ đầy thì anh chị sẽ thu hút mọi cái nguồn lực, mọi cơ hội đến với các anh chị dễ dàng. Và cái bí kíp ở đây là anh chị hãy học cách chuyển hóa cảm xúc, luôn vui vẻ, tích cực. Thì trong câu lạc bộ có cái nhóm rèn luyện thân tâm trí giúp cho các anh chị mình nâng cái tần số cảm xúc, giúp cho các anh chị thu hút những quý nhân, những cơ hội, những nguồn lực đến với các anh chị một cách dễ dàng. Và trong nhóm học tập của Lý đang được doanh nhân trẻ chia sẻ lại cái chuỗi 7 ngày giúp khai thông mạch tiền và gia tăng dòng tiền vào lúc 5 giờ sáng từ thứ 2 đến thứ 7 anh chị nha. Các anh chị đang lay hoay thì hãy tham gia ngay cùng với Lý. Thank you, I love you.